Cứ bảo là dọn con thợ nội thất nó sao mà lâu như thế mà cái chi phí nó lại cao. Đây, anh em nhìn thấy đây là một chiếc xe Accent nhá, ở bên em đang tiến hành dọn nội thất cho anh em. Đây, anh em có thể thấy là có như dòng xe này nó bị cái nước vào trong cái sàn sàn này, và bên em phải tháo hoàn bộ cái phần sàn ra để xử lý lại cho chiếc xe. Thì anh em có thể thấy đây này, cái phần sàn này nó ướt hết này, và nếu mà xử lý không kỹ thì cái này nó sẽ rất là hôi. Cái này là ngấm nước lên tận trên cái phần này nhá, thì nó cực kỳ hôi. Đấy, và chiếc xe thì tháo ra toàn bộ, cái này là bên em đã vệ sinh và em đã có lắp lại một số chi tiết rồi. Đấy, còn đây anh em thấy thấy cái phần cốp sau này, cốp sau sẽ được tháo ra hết toàn bộ để mà vệ sinh lại toàn bộ. Đây, những cái bè này hôm qua đã có tháo ra rồi, hôm nay còn lại đã vệ sinh hoàn toàn và lắp lại hoàn toàn rồi nhé. Chứ còn đây anh em thấy không ạ, một chiếc xe này khi mà làm nội thất này, anh em để thấy là tháo toàn bộ cái chiếc xe ra để mà vệ sinh đánh lại cho anh em kỹ càng đến từng chi tiết. Anh em thể thấy này, những cái gioăng cửa gioăng kệ này. Đấy, đây em ra đây quay lên thấy đây, anh em thấy những cái gioăng cửa này, những cái khe kẽ này, được tiến hành vệ sinh lại toàn bộ. Cái lọc gió điều hòa sẽ được tháo ra vệ sinh lại toàn bộ để tránh đảm bảo cho anh em là cái không có mùi hôi đấy nhá. Đấy, chứ không phải là anh em cứ bảo là dọn vệ sinh nội thất sao mà lâu thế này, sao mà cái chi phí nó cao này, xong rồi làm gì một lâu này. Đấy, làm con nội thất rất là lâu, với một chiếc xe như này tháo ra cẩn thận cho anh em và vệ sinh lắp đặt lại hoàn toàn hoàn thiện cho anh em. Đấy, anh em mà chưa biết dọn vệ sinh nội thất ở đâu ạ, chăm sóc chuyên sâu ở đâu ạ, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhé.